ngày 28 tháng 2 năm 2020, công ty cổ phần Prime Đại An đã có công văn giải đáp những thắc mắc của truyền hình báo điện tử tầm nhìn về việc nghi ngờ công ty cổ phần Prime Phổ Yên đang tiêu thụ khoáng sản trái phép. Về việc này, nhà cung cấp sẽ phải chịu trách nhiệm với toàn bộ hàng hóa đã cung cấp theo hợp đồng. Theo thông tin từ phía công ty cổ phần Pride Đại An, thì công ty cổ phần Pride Phổ Yên là một công ty sản xuất gạch lát nền, cả pride đại an và pride phổ yên đều là công ty con thuộc tập đoàn pride group để phục vụ sản xuất kinh doanh công ty cổ phần pride phổ yên nhập nhiều loại khoáng sản khác nhau và từ nhiều nơi khác nhau công ty cổ phần pride đại an là một trong số các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào cho pride phổ yên sau khi nhận được thông tin phản ánh từ truyền hình báo điện tử tầm nhìn, công ty cổ phần Pride Đại An đã tiến hành ra soát toàn bộ hợp đồng mua hàng với các nhà cung cấp của công ty và khẳng định không hề ký hợp đồng mua bán đất nào có nguồn gốc từ thôn Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc với nhà cung cấp nào. Phía nhà cung cấp sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về nguồn gốc xuất xứ. Phía công ty Đại An cũng cam kết hàng hóa thực hiện mua bán với nhà cung cấp, luôn đảm bảo đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và đầy đủ hóa đơn chứng tử, thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ với nhà nước. Giải đáp thắc mắc của truyền hình báo điện tử tầm nhìn, văn bản từ phía công ty cổ phần Pride Đại An cũng nêu rõ. Khi ký hợp đồng với nhà cung cấp, phía công ty Đại An đặc biệt quan tâm tới nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu được mua bán, yêu cầu có đủ hồ sơ pháp lý và được khai thác hợp pháp. Trước khi ký hợp đồng, bắt buộc phải kiểm tra thực tế tại mỏ, khi nhà cung cấp giao hàng hóa phía công ty luôn kiểm tra chất lượng đảm bảo đúng như hợp đồng đã ký kết còn khi đã ký vào hợp đồng thì cũng tức là nhà cung cấp phải hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm trước công ty đại an và pháp luật về việc hàng hóa được khai thác đúng mỏ đã được hai bên kiểm tra tính pháp lý cả trên giấy tờ và thực địa Công ty cổ phần Bright Đại An cũng khẳng định việc một nhà cung cấp nào đó cố tình giao một loại đất nào đó từ một mỏ khác, tuy chất lượng tương tự như loại đất từ mỏ đã được xác nhận, nhưng thông tin phóng viên phản ánh là sự vi phạm hợp đồng. Phía công ty Đại An sẽ xem xét và không tiếp tục ký hợp đồng mua bán với những nhà cung cấp thiếu uy tín này. Thêm nữa, nếu nhà cung cấp thực hiện không đúng điều khoản hợp đồng như vậy, sẽ phải chịu trách nhiệm với nhà nước theo đúng quy định của pháp luật có liên quan là một tập đoàn lớn có vốn đầu tư nước ngoài, quan điểm của Pride Group là luôn tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Pride Group không ủng hộ và không tiêu thụ khoáng sản từ hoạt động khai thác trái phép. Bằng mọi nỗ lực, tập đoàn luôn cố gắng tuân thủ pháp luật ở mức cao nhất, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.